Hôm nay thì mình có nhận một cái chiếc xe Winner đi cũng được 100.000 cây của bạn khách mang qua cửa hàng mình để bảo dưỡng kiểm tra động cơ. Thì sẵn mình quay cho các bạn nghe cái tiếng máy để sau này ví dụ như các bạn mà có trường hợp giống như vậy thì mình biết để xử lý và sửa chữa kịp thời ha. Lâu lâu các bạn nghe có cái tiếng cạch cạch không? Đó. Rồi, hiện tại thì chúng ta sẽ nghe được cái âm thanh của máy, nó có những cái tiếng kêu lạ. Thì cái này cái lúc mà mình làm á, mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp vào phần 2 nha. Quan sát xung quanh thì mình phát hiện là cái kén nước zin của khách đang bị lủng nha các bạn. Nãy giờ nước chảy tỏng tỏng luôn. Đây, chảy ướt cái nền. Khách đi hai cái càng to quá.